đồng hình, đồng dạng với người trong cái chết của người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt. Bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, trong tình hiệp thông sâu xa của cả hội thánh, hôm nay chúng ta hiện diện trong ngôi thánh đường này để cùng hiệp dâng hy lễ tạ ơn tình yêu Thiên Chúa. Đặc biệt chúng ta được chia sẻ niềm hạnh phúc hiến dâng của 15 chị tuyên khấn lần đầu, 17 chị tuyên khấn trọn đời, 5 chị mừng ngân khánh và 4 chị mừng kim khánh khấn dòng. Các chị đã xác tín, ý thức và tự nguyện tháp nhập cuộc đời của mình vào hy lễ tình yêu của Chúa Giêsu. Lời mời gọi hãy theo ta của Chúa Giêsu năm xưa vẫn mãi vang vọng qua mọi thời và mọi nơi. Đó chính là huyền nhiệm ơn gọi mà các chị em đã cảm nhận sâu xa, rồi cam kết trung tín với tình yêu Ngài suốt cuộc đời theo đặc sủng và linh đạo của hội dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu thân yêu này. Trước hết, lời mời gọi của Chúa hãy theo tôi. Theo Chúa là một hành động được nói tới nhiều trong tin mừng. Có người theo vì được Chúa kêu gọi đặc biệt, có người theo vì cảm mến, như người mù ăn xin ở Jericho được Chúa cho sáng mắt. Cũng có nhiều đám đông đi theo Chúa vì nhận ra Ngài là một tôn sư giảng dạy chưa từng thấy. Như vậy, có nhiều cách theo với những động cơ và mức độ khác nhau. Chúng ta nói đến những người theo Chúa vì được Chúa kêu gọi một cách đặc biệt như tiên tri Samuel trong bài đọc 1 chúng ta đã nghe. Khởi đầu chính là sáng kiến của Thiên Chúa. Ngài gọi chúng ta đi theo Ngài để làm gì? Thưa, để ở với Ngài và để được Ngài sai đi làm chứng cho Ngài. Đáp lại sáng kiến này của Thiên Chúa, chúng ta từ bỏ gia đình, nghề nghiệp và đi theo Chúa, đi vào hiệp thông với Ngài. Muốn theo Chúa phải làm hai việc cùng một lúc: từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà đi theo Chúa. Điều này nói lên một thái độ quảng đại và dứt khoát đặc biệt nơi người nữ tu.
Theo Chúa là đi sau Chúa, theo bước chân của Ngài, luôn ở với Ngài, cộng tác với Ngài, làm chứng về những điều Ngài đã nói và đã làm. Chúa cần những con người có thái độ như thế. Chúa cần có những con người tiếp tay với Ngài để mang ơn cứu độ tới cho mọi người. Nói cách khác, theo Chúa là tin Chúa, là gắn bó với Chúa với tất cả lòng tin, là gắn bó mật thiết trong sự hiệp thông với Đức Kitô, là sống với Chúa Kitô hàng ngày, là cùng với Chúa thực hiện lộ trình bước qua thập giá để tới sự phục sinh vinh quang, qua đau khổ rồi mới bước vào trong chiến thắng và sẽ lên cùng với Chúa trong nước trời. Đồng thời theo Chúa cũng là bắt chước Chúa, biết phục vụ rửa chân cho các anh chị em theo gương Đức Kitô, yêu thương như Thầy đã yêu thương. Vì vậy theo Đức Kitô là đi vào con đường cứu thế, con đường phục vụ, đi theo ánh sáng của Chúa để chúng ta có sự sống, có hạnh phúc, có sự phù hộ đỡ nâng của Thiên Chúa, có niềm vui cũng như có sự công chính thánh thiện. Tiếp đến, chúng ta phải từ bỏ chính mình cũng như vác thập giá của mình để đi theo Chúa. Những người khi theo Chúa phải chấp nhận những đòi hỏi của Chúa, phải từ bỏ gia đình, của cải, tham vọng, danh giá hay quyền lực. Và chính hành động này làm nên ý nghĩa của đời tu, của đời sống thánh hiến đi theo Chúa. Từ bỏ chính mình, trước hết là từ bỏ những liên hệ thân thiết, là đặt những đòi hỏi của Chúa trên những mối liên hệ thân thiết nhất của mình. Người nữ tu đã đáp lời Thiên Chúa mời gọi, phải coi lời Chúa mời gọi ưu tiên hơn những mối liên hệ thân thiết ngay từ chính trong gia đình. Bình thường thì người đi tu đã rời xa gia đình, vẫn có mối liên hệ mật thiết với những người ruột thịt, vẫn có những bổn phận đối với các bậc sinh thành như điều răn thứ 4 đã dạy chúng ta. Nhưng nếu có sự đối kháng giữa quyền lợi của Thiên Chúa và quyền lợi của gia đình, chắc chắn quyền lợi sau phải nhường bước. Nếu liên hệ gia đình cản trở vai trò làm môn đệ của chúng ta phải biết quảng đại để đáp lại tiếng gọi của Chúa. Tiếp đến là từ bỏ của cải. Trong cuộc sống bình thường của người đời, nhất là ngày nay, có của, nhiều của là điều quan tâm chủ yếu của họ. Nhưng trong cuộc sống của người nữ tu, việc không có gì đó mới là điều chính yếu. Tự nguyện từ bỏ cái chúng ta có, vì chúng ta có Đức Kitô là tất cả, và Đức Kitô phải là tất cả cho chúng ta, theo gương của Thánh Tông Đồ Phaolô như trong bài đọc 2. Như Chúa đã đòi hỏi với người thanh niên giàu có, là anh phải từ bỏ của cải rồi đến theo Chúa để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Theo Chúa là đi vào con đường hẹp. Người ta không thể đi vào con đường hẹp với quá nhiều hành trang cồng kềnh vướng víu. Phải biết bỏ bớt thì mới dần dần nên hoàn thiện được. Theo Chúa là chấp nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống không được bảo đảm bằng của cải trần gian này. Giống như Chúa Giêsu, cả nơi tựa đầu cũng không có. Và điều quan trọng là từ bỏ chính mình, từ bỏ những mộng mơ kiêu sa, tự ái ham thích danh giá địa vị. Như Phaolô là con người thông minh đa tài, nhưng người đã nói rằng: những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa tôi còn coi mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như đồ bỏ để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Tất cả những sự từ bỏ đó chính là những nét đẹp của lời khấn sống khó nghèo trong đời thánh hiến. Và từ sự từ bỏ đó, điều quan trọng hơn chính là vác thập giá của chính mình. Đi theo Chúa, đi vào con đường thập giá với Chúa. Đức Giêsu cũng có thập giá của Ngài. Mỗi người chúng ta có thập giá của mỗi người chúng ta. Đối với chúng ta hôm nay, thập giá thì có vô số loại và có hàng ngày. Ai trong chúng ta cũng đều có thập giá, bất kể
kể ở địa vị nào, bất kể sống trong bậc nào, thập giá ở mọi chỗ và mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Vác thập giá chính là biết hy sinh. Hy sinh những mối liên hệ về tình cảm để sống đời khiết tịnh, tận hiến tình yêu và thân xác cho Thiên Chúa, để ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa hơn. Vác thập giá là chấp nhận những gì làm nên khổ đau hàng ngày trong cuộc sống thường của mỗi người chúng ta. Vác thập giá cũng là đón nhận những khó khăn của cuộc đời, những lo toan vất vả, những công việc bổn phận buồn chán, những điều gây phiền hà bực bội ngay trong chính hội dòng, ngay trong chính cộng đoàn của chị em. Vác thập giá đời chúng ta cũng có nghĩa là sẵn sàng uống cạn chén đắng đến giọt cuối cùng, có nghĩa là vâng phục cho đến chết, một sự vâng phục đưa đến tự do chân thật để hoàn thành một cách cao đẹp nhất cuộc đời thánh hiến trong Đức Giêsu Kitô. Như Đức Kitô đã chấp nhận vác thập giá và im lặng vác nó như con chiên bị đem đến lò sát sinh không kêu ca gì cả. Vác thập giá vì vâng phục và vì yêu mến. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, trước mặt chúng ta đây là 17 chị em sắp sửa công khai tuyên khấn trọn đời và 15 chị em tuyên khấn lần đầu. Bằng việc khấn dòng hôm nay, các chị em kết hợp lễ dâng đời mình với hiến lễ tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã mời gọi chị em bước theo Người, sống một đời khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Chúng ta tha thiết cầu nguyện cho các chị em được luôn biết đáp trả lời mời gọi tình yêu của Chúa, luôn quảng đại và trung tín với lời cam kết hôm nay, qua việc trung thành với ơn gọi và chu toàn sứ vụ được trao phó. Cùng các chị em sắp tuyên khấn rất thân mến, người nữ tu hôm nay vẫn là biểu tượng cho thế giới, đặc biệt cho xã hội Việt Nam, về tinh thần phục vụ, thể hiện tình yêu vị tha, noi gương Chúa Kitô đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, mà trong kinh tận hiến chị em đọc mỗi ngày đã nói lên lý tưởng cao đẹp đó. Xin Mẹ giúp chúng con bước theo Mẹ trên hành trình cứu độ của Chúa Giêsu đã phục vụ, trong tinh thần khiêm hạ, bác ái nghèo khó, vâng phục và trung thành, luôn nhiệt tâm dấn thân rao giảng tin mừng và giới thiệu khuôn mặt sáng ngời của Đấng cứu thế cho mọi người. Chị em chỉ có thể tận tụy và hết mình phục vụ khi biết sống mật thiết gắn bó trọn vẹn với Đức Kitô, sống thực sự là hiền thê của Đức Kitô, bắt chước Đức Kitô, Đấng đã yêu thương chị em cho đến cùng. Cách đặc biệt, trong suốt những năm tháng thi hành công tác mục vụ tông đồ nơi các giáo xứ mà các chị em đã sai đến, đặc biệt trong năm mục vụ gia đình này, khi giáo phận chúng ta cùng với cả giáo hội Việt Nam đang chăm lo cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân, các chị em đã dạy cho các bạn trẻ về ý nghĩa của hôn nhân gia đình, đặc biệt về sự chung thủy trong đời sống hôn nhân. Ước mong với những lời tuyên khấn cam kết hôm nay, chị em đã trở nên những hiền thê của Đức Kitô. Chị em cũng hãy sống trung thành với Đức Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Cầu chúc tất cả quý chị em trong hội dòng con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu, cách riêng các khấn sinh hôm nay, biết noi gương Mẹ Mân Côi, sống tinh thần phục vụ tha nhân theo khuôn mẫu của Chúa Kitô, đặc biệt trong năm mục vụ gia đình này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý chị em. Amen. Đức Cha cử hành nghi thức thánh hiến lần đầu cho các nữ tu dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi. Mời các em tuyên khấn lần đầu hãy bước lên. Kính mời chị phụ trách tập viện xướng tên các tập sinh. Em Maria Casimir Lê Thị Hoa. Dạ, con đây.
Em Maria Goretti, Vũ Thị Thắm. Dạ, con đây. Em Maria Teresa Avila, Đặng Thị Liên. Dạ, con đây. Em Maria Francisco Salesio, Bùi Thị Thủy. Dạ, con đây. Em Maria Teresa Hải Đồng Giêsu, Mai Thị Bích. Dạ, con đây. Em Maria Alfonso Trịnh Thị Hằng. Dạ, con đây. Em Maria Doan 23 Tạ Thị Tươi. Dạ, con đây. Em Maria Francisco Assisi Đinh Thị Hồng. Dạ, con đây. Em Maria Elizabeth Chúa Ba Ngôi, Mai Thị Trâm. Dạ, con đây. Em Maria Rosa Lima, Trần Thị Hương. Dạ, con đây. Em Maria Lara, Trần Thị Hằng. Dạ, con đây. Em Maria Martino Boris, Nguyễn Thị Hoa. Dạ, con đây. Em Maria Geronimo, Nguyễn Thị Nhung. Dạ, con đây. Em Maria Ignacio, Lê Thị Loan. Dạ, con đây. Em Maria Joan Bautista, Nguyễn Thị Màu. Dạ, con đây. Các em khấn lần đầu hôm nay, giống như Samuel, sống trong đền thờ, luôn luôn có đôi tai lắng nghe. Và cậu chỉ có thể khám phá ra ý Chúa nhờ các trung gian hướng dẫn, và giống như Đức Maria với tiếng Fiat đầu tiên. Hôm nay, một khi nhận ra tiếng Chúa, các em sẵn sàng đáp trả qua lời thẩm vấn của Đức Cha. Các con muốn xin gì? Chúng con xin cần trong dòng chị em con Đức Mẹ Thân Tôn cùng Chúa để cùng sự Chúa theo lĩnh luật dòng này. Vậy các con đã hiểu rõ lời khấn của dòng này chưa? Chúng con đã hiểu rõ dòng này khấn đức thiết tình, khó nghèo và vâng phục theo tinh thần phúc âm và theo truyền thống tu trì trong giáo hội. Các con đã hiểu mục đích riêng của dòng này chưa? Chúng con đã hiểu mục đích riêng của dòng là tham gia vào để truyền giáo trong các thánh đường, giáo dục, y tế, từ thiện, xã hội, phục vụ và những công việc theo nhu cầu của xã hội. Các con có vui lòng làm các việc ấy không? Các con có sẵn lòng sống đời trinh khiết cả trong ngoài, là dấu riêng kẻ dâng mình cho Chúa và quyết thắng lướt mọi thử thách không? Chúng con rất vui lòng và để quyết giữ như vậy. Các con có vui lòng vâng lời bề trên luôn, dù trong những sự trái ý cực lòng, và trung thành giữ mọi kỷ luật vì lòng mến Chúa không? Các con có sẵn lòng sống đời khó nghèo cả trong ngoài theo hiến luật dòng dạy không? Chúng con rất sẵn lòng và thề quyết giữ như vậy. Đức Cha xưng lời cầu nguyện, mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các chị em chúng con đây mà Chúa đã soi sáng họ quyết định theo Chúa Kitô, được mau mắn đi trên con đường đã bắt đầu để xứng đáng dâng lên Chúa của lễ tân hiến hoàn hảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi. Chị tổng phụ trách tiến lên nhận lời khấn cùng với hai nhân chứng. Các em tập sinh đặt tay trên sách thánh và đọc lời tuyên khấn. Nhân danh thì...
Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, nhân danh Lữ Vương rất thánh mân côi. Con Maria Kasimi Lê Thị Hoa. Con Maria Goretti Vũ Thị Thắm. Con Maria Teresa Avila Đặng Thị Liên. Con Maria Francisco Salesio Bùi Thị Thủy. Con Maria Teresa Hải Đồng Giê-xu Mai Thị Bích. Dù rất tội lỗi, nhưng cậy vì công nghiệp máu thánh Đức Chúa Giê-xu, con dám đến trước tôn nhan Thiên Chúa toàn năng, trước sự chứng kiến của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, trong tay chỉ tổng phụ trách Maria Ignacio Nguyễn Thị Nga và cộng đoàn. Con xin khấn một năm đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục theo hiến luật dòng chị em con Đức Mẹ mân côi Bùi Chu Việt Nam cho đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2018. Xin Chúa ban ơn giúp sức, xin Đức Mẹ mân côi và các thánh nam nữ cầu bầu cho con được giữ trọn những điều con đã tuyên khấn. Amen. Chúa ba ngôi toàn năng, nhân danh Nữ Vương rất thánh mân côi. Con Maria John 23 Tạ Thị Tươi. Con Maria Alfonso Trịnh Thị Hằng. Con Maria Elizabeth Chúa ba ngôi Mai Thị Trâm. Con Maria Francisco Assisi Đinh Thị Hồng. Con Maria Rosalima Trần Thị Hương. Dù rất tội lỗi, nhưng cậy vì công nghiệp máu thánh Đức Chúa Giê-xu, con dám đến trước tôn nhan Thiên Chúa toàn năng, trước sự chứng kiến của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, trong tay chỉ tổng phụ trách Maria Ignacio Nguyễn Thị Nga và cộng đoàn. Con xin khấn một năm đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục theo hiến luật dòng chị em con Đức Mẹ mân côi Bùi Chu Việt Nam cho đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2018. Xin Chúa ban ơn giúp sức, xin Đức Mẹ mân côi và các thánh nam nữ cầu bầu cho con được giữ trọn những điều con đã tuyên khấn. Amen. Danh Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, nhân danh Nữ Vương rất thánh mân côi. Con Maria Clara Trần Thị Hằng. Con Maria Martino Boret Nguyễn Thị Hoa. Con Maria Geronimo Nguyễn Thị Nhung. Con Maria Ignacio Lê Thị Loan. Con Maria Joan Bautista Nguyễn Thị Màu. Dù rất tội lỗi, nhưng cậy vì công nghiệp máu thánh Đức Chúa Giê-xu, con dám đến trước tôn nhan Thiên Chúa toàn năng,
trước sự chứng kiến của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, trong tay chỉ tổng phụ trách Maria Ignacio Nguyễn Thị Nga và cộng đoàn, con xin khấn một năm đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục theo hiến luật dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu Việt Nam cho đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2018. Xin Chúa ban ơn giúp sức, xin Đức Mẹ Mân Côi và các thánh nam nữ cầu bầu cho con được giữ trọn những điều con đã tuyên khấn. Amen. Toàn thể cộng đoàn hiện diện hiệp lời cầu nguyện và chứng kiến 10 năm em vừa công khai đọc lời cam kết sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Đọc xong, các em tiến lên bàn thánh, ký tên vào bàn khấn, rồi đến trao nơi chị tổng phụ trách. Những chiếc lúc trắng tinh rồng giờ đây được thay thế bằng những chiếc lúc đen, như là dấu chỉ của sự từ bỏ thế gian và của tình yêu trung tín. Từ đây các em đã thuộc trọn về Đức Kitô trên con đường thập giá với một năm khấn tạm. Để bước vào giai đoạn học viện hôm nay, các em đã trải qua những giai đoạn huấn luyện căn bản là đệ tử viện, tiền tập và 2 năm tập viện. Đức Cha làm phép khăn lúc. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa làm phép cho những tấm khăn này sẽ phủ trên đầu các nữ tỳ của Chúa. Xin cho những tấm khăn đã được chung phung đây trở nên tinh tuyền và thanh thiện mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đức Cha rảy nước thánh trên khăn lúc, mời cộng đoàn ngồi. Các em tiến lên quỳ trước mặt Đức Cha. Đức Cha trao khăn lúc cho từng tập sinh và nói: Con hãy lãnh nhận lúc thánh này như dấu chỉ các con hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ hội thánh. Mất con bằng đức nên đã khiêm nhường và trong sạch. Xin Chúa che đầu con bằng khấn và thôn thông vào ngài, lạy Chúa nơi con tựa nương, con đặt hy vọng vào Chúa, hãy đưa con đến bờ yêu thương, trái tim con khao khát tìm bóng thiên nhàn chính nguồn sức sống, ngày đêm con luôn trông. Dâng
lời nguyện thánh hiến. Mời cộng đoàn đứng. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng tác tạo chân lý và đầy lòng từ bi, xin đoái thương nhận lời dân Chúa nài xin và nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, xin ban cho các trinh nữ Chúa đây được ơn bền đô, để khi hương theo Chúa các chị trung thành thực thi lời khấn, mà hôm nay nhờ ơn Chúa các chị đã tuyên khấn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kết thúc nghi thức khấn lần đầu, mời cộng đoàn ngồi. Nghi thức thánh hiến trọn đời. Khấn trọn đời là một lời hứa trung thành mãi mãi trong tình yêu, một sự chọn lựa chấp nhận từ bỏ tất cả những dính líu với cuộc sống trần thế. Lời khấn xin vâng của những năm khấn tạm nay trở nên quyết liệt, dứt khoát và vĩnh viễn thuộc trọn về Chúa. Mời các chị em khấn trọn đời hãy bước lên. Chị đại diện hội dòng xướng tên các khấn sinh. Em Maria Clara Phạm Hương Thơm. Dạ, con đây. Em Maria Rosa Lima Cổ Thị Trí. Dạ, con đây. Em Maria Phêrô Tử Đinh Thị Yến. Dạ, con đây. Em Maria Scholastica Đoàn Thị Loan. Dạ, con đây. Em Maria Cecilia Lương Thị Hiên. Dạ, con đây. Em Maria Catarina Labure Đỗ Thị Duyên. Dạ, con đây. Em Maria Thomas Aquino Nguyễn Phương Thắm. Dạ, con đây. Em Maria Jacobe Tông Đồ Bùi Thị Xuyến. Dạ, con đây. Em Maria Rita Trần Thị Trinh. Dạ, con đây. Em Maria Felicita Tạ Thị Sợi. Dạ, con đây. Em Maria Francisco Xavier Vũ Thị Xem. Dạ, con đây. Em Maria Benedicto Đỗ Thị Duyên. Dạ, con đây. Em Maria Lorenzo Cao Thị Hường. Dạ, con đây. Em Maria Lucia Trần Thị Huyền. Dạ, con đây. Em Maria Bernadette Hồ Thị Phúc. Dạ, con đây. Em Maria Ferro Lã Thị Nhiễu. Dạ, con đây. Em Maria Joan Bosco Vũ Thị Huệ. Dạ, con đây. Trước